explained how I should prove myself to you. But I can't when I'm with you. I need to love again. But I can't when I'm with you. I need to find my way by myself. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lơ đây. Như tiêu đề thì đây là một trong những địa điểm mà mình thích nhất để sống ảo và quay phim, nằm ở bãi xếp thành phố Quy Nhơn trên cung đường quốc lộ 1D bám biển. Có thể nói khách sạn này nằm ở ngoại thành của Quy Nhơn sẽ rất là ích kỷ nếu mà mình chỉ review về sống ảo và quay phim, vì không phải ai cũng có sở thích đó. Thế nên dựa vào toàn bộ những cái trải nghiệm đọng lại của mình trong thời gian ở Mira bãi xếp, mình sẽ review lại toàn bộ Mira bãi xếp trong video ngày hôm nay. Thứ nhất, về phòng nghỉ, phòng ở đây thì phải nói là siêu cute luôn, theo kiểu cổ điển lãng mạn, góc nào cũng có thể quay chụp được. Mình ở studio room phòng 303, phòng có một cái xích đu làm bằng bánh xe trắng Toro nhìn rất là chill. Bên cạnh là một cái bồn tắm view biển qua cửa kính trong suốt. Ở phía dưới nền của phòng mình thì được trải toàn bằng sỏi trắng. Có thể nói không gian ở đây không thể phù hợp hơn đối với một người thích quay phim như mình. Phòng có dạng bồn tắm và xích đu như thế này, Mira chỉ có khoảng vài phòng thôi nhé. Là một nơi nghỉ dưỡng nhỏ 6 tầng và có một cái mái đang được xây dựng thêm. Tự là cái phòng mái sẽ là cái phòng VIP nhất. Có thể mình sẽ quay trở lại trong tương lai để trải nghiệm cái phòng này. Còn hiện tại chúng ta có thể ở được 4 tầng, từ tầng 2 cho đến tầng 5 nhé. Những phòng cá nhân và gia đình thì hầu hết là view biển. Và không phòng nào thì giống phòng nào cả. Đều có một nét riêng, tông màu riêng. Nhưng về nhà tắm thì giống nhau. Các phòng tắm thì chỉ khác về view. Tại sao mình lại nói là view từ phòng tắm? Vì phòng tắm ở đây đều có một tấm kính trong suốt. Nhưng mà đừng hiểu nhầm nhé. Trong phòng tắm hoặc là bên ngoài kính ấy, thì đều có rèm để đảm bảo sự riêng tư. Và nếu muốn feel một chút thì bạn có thể thử vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa ngắm biển qua cái tường kính đấy. Có một điều đáng tiếc khi mình ở đây là hôm mình đến thì Mira đã gần như full và mình đã không thể quay lại các cái phòng kia. Đầu óc mình thì luôn hứng thú với những căn phòng như vậy. Phòng dorm ở đây cũng khá là cute dành cho khách nước ngoài du lịch một mình hoặc các bạn đi hội nhóm, đi chơi với lớp nhé. Các phòng giống nhau về vật dụng, dụng cụ có đủ về nước uống Bim Bim, mì tôm, ấm đun nước, máy sấy trà, cà phê, đèn đọc sách, dĩ nhiên rồi, cả sách nữa. Điểm thứ hai làm cho nơi đây trở nên đặc biệt chính là tầng thượng. Trên này có cả một con thuyền bằng gỗ. Ngồi trên thuyền đấy thì mình có cảm giác nó như là thuyền thật ấy. À, nó có cả kết cấu gỗ chứ không phải giống như những cái thuyền bê tông dạng mô hình ở trong công viên đâu. Và con thuyền này thì nó nằm ngoài khu vực ăn uống ngoài trời trên tầng 6 của Mira và hướng thẳng ra bãi xếp. Ở trên này mới thấy nơi chúng ta đang đứng thì là vị trí cao nhất của khu vực làng chài này. Có rất nhiều góc quay và chụp ngắm cảnh ở trên này. Hơn nữa bếp ăn trên này là bếp ăn tự túc nhé. Nghĩa là bạn có thể mua hải sản, đồ ăn ở làng chài để về nấu ở đây. Còn gì bằng thưởng thức một chai bia Quy Nhơn, ăn hải sản và ngắm biển từ tầng 6 đúng không anh em? Hôm ở đây do mải chơi nên bọn mình đã chọn hải sản ở chính làng chài bãi xếp luôn. Và họ có chế biến và mang tận lên tầng 6 cho bọn mình với tốc độ hủy diệt luôn nhé. Mình nhớ ấy, mình có chọn hải sản xong rồi, về phòng xả nước và nhảy vào bồn tắm. Nhưng mà chưa kịp tắm xong ấy thì chủ nhà hàng đã gọi đồ ăn lên trên tầng 6 rồi. Và có dặn là bọn mình lên tầng 6 để thưởng thức luôn. Mình ước chừng thì cái thời gian đấy chưa tới 20 phút, chưa đến 20 phút mà chúng ta đã có đồ ăn luôn từ lúc order. Mình nhớ là hôm đó mỗi người bọn mình chỉ bỏ ra 150.000 thôi. Hải sản và đồ ăn hôm đó khá là phong phú, giá khá là rẻ đấy. Và nếu muốn mua hải sản mang về, bạn hoàn toàn có thể cho vào một cái tủ lạnh lớn ở trên tầng 6 nhé. Bạn cũng có thể tự hâm nóng lại hải sản này vào hôm sau nếu bạn muốn. Bếp ăn trên này thì hầu như có đủ thứ từ nồi niêu, bát đũa cho đến tủ lạnh. Điểm thứ ba mà nếu mình không kể sợ các bạn quên mất, nhưng mà Mira bãi xếp thì nằm gần bãi xếp. Ở Mira chỉ cần đi bộ vài bước là bạn có thể tới được bãi biển luôn. Bãi biển ở đây khá là đẹp. Hôm mình đi là có mấy cơn bão đang chuẩn bị về nên biển không được xanh như thường lệ. Chứ vào mùa hè bình thường ấy
thì biển ở đây rất là xanh và trong. Ngoài chụp hình ở bãi biển thì bạn có thể ra bãi đá và mấy khu resort kế bên để chụp ảnh nhé. Hôm đó thì do trời hơi tối và máy ảnh của mình thì bị ướt, thế nên là bọn mình không chụp được nhiều ảnh. À, mà nếu bạn muốn ăn hải sản và ngắm biển trên bờ biển buổi tối, bạn có thể ra bãi biển để thưởng thức mấy quán nướng hải sản trên bãi biển đấy nhé. Giá khá là tốt đấy. Điểm cuối cùng mà mình muốn đề cập ở đây chính là trải nghiệm của sự bình yên của một làng chài ven biển Quy Nhơn. Thực sự nếu là bạn là người quen ô tô đưa đón, thích sự ồn ào náo nhiệt của một thành phố năng động, thì thực sự bãi xếp sẽ không phù hợp với bạn. Bởi vì lối vào Mira bãi xếp sẽ qua một làng chài nhỏ, ngõ nhỏ, đường nhỏ và qua chợ địa phương của người dân. Nếu đi ô tô, bạn sẽ phải gửi xe ở đầu làng chài và đi bộ vài trăm mét để tới được Mira và bãi biển. Cảm giác đi bộ, nghe giọng nói của người dân bình định, mua mấy món hàng ở chợ địa phương và trò chuyện với bọn trẻ con ở đây ấy, khiến mình cảm thấy bình yên và thời gian trôi khá là chậm. Cảm giác càng xa thành thị thì mọi người càng sống tình cảm hơn. Bạn có thể dậy sớm đi dạo quanh làng chài, ăn sáng ở vài quán địa phương, trải nghiệm một số món đặc sản Bình Định tại chính bãi xếp. Trên đây là 4 cái trải nghiệm ở Mira bãi xếp trong thời gian mình đi tăm mau ở đây mấy hôm đi tăm mau ở Bình Định. Trên thực tế, khách sạn không có quy mô quá hoành tráng như những địa điểm lưu trú khác. Tuy nhiên, những tiện ích, bồn tắm thì đều có để nghỉ dưỡng và sống ảo, thì Mira bãi xếp hoàn toàn xứng đáng với cái tên thiên đường sống ảo và dĩ nhiên cả sống thật nữa. Các bạn hãy ghi Mira bãi xếp vào danh sách có thể check in khi có cơ hội nhé. Mình là Lơ, mình là người thích quay phim, thích du lịch và trải nghiệm những thứ mới lạ và đặc biệt. Nếu thấy video của mình hay hãy like, đừng quên đăng ký kênh Lơ MB để chúng ta cùng khám phá những địa điểm đặc biệt, cùng quay phim hay đơn giản là nghe nhạc trên kênh YouTube của mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.